đây đâu? Cho xin được gửi tới lời chào trân trọng và đến toàn thể anh em chưa đôi trong miền thủ quốc. Ở hôm nay là ngày uh, mùng 5 tháng 6 thì bên em tiếp tục uh, về 5 sản phẩm. Ở uh, trong đó thì có một chiếc âm ni uh, tích hợp chức năng là 5 trong 1. Uh, còn lại là 4 chiếc đầu uh, đọc và ghi đĩa CD và kiêm chức năng giải mã mã công 24 bit. À, qua đường cổng quang qua đường cổng cô san và trên đường thanh qua đường lốc và đường xuất ra cũng là đầy đủ ba đường đó à, rất là tiện lợi để có sử dụng với những model này em bán khá là nhiều rồi à. thì em xin uh, nói sơ qua về cách thức mua bán hàng của bên em à, nếu như bác nào chọn mua đặt hàng đấy, sản phẩm trong ngày hàng về này thì uh, sợ em 2 đến ba ngày tập chiếu sản phẩm lâu hơn một chút để em test và vệ sinh À, ổn định sau đó em sẽ gửi hình ảnh và video cho các bác để trước khi gửi hàng đi các bác ưng thì em gửi hàng đi và ưng thì em hoàn tiền 100 phần trăm cho các bác hoặc các bác đổi sang sản phẩm khác tùy tí của mình Đấy, để cách thức mua hàng của bên em và trong quá trình nhận hàng các bác cứ test kiểm tra sản phẩm bên em bị lỗi thì giữ nguyên tem niêm phong đóng gói cẩn thận gửi lại bên em bên em kiểm tra đúng lỗi hoàn tiền 100 phần trăm cho các bác Đấy. hoặc các bác đổi sang sản phẩm khác tùy tí của mình mua bán hàng bên em là à, mà như vậy và trong quá trình nhận hàng các bác sẽ kiểm tra rồi Đấy. và sử dụng nếu như không may sản phẩm nó ra sự cố Đấy. thì bên em sẽ hỗ trợ sửa chữa cho các bác nhé nếu như các bác không có thợ sửa tiền phí thì có phải thanh toán cho em Đấy. còn bác nào không chuyển tiền đặt mua và muốn xem hình ảnh thì chờ lúc nào em đăng lên bán thì các bác xem chọn mua nhé Đấy, để em nói rõ như vậy để đỡ mất công người đi và người và người mua và người bán ạ à. các bác xem video thì nhớ xem kỹ hết video giúp em để em nói là chi tiết tất cả các cách thức mua bán hàng nhé rồi các thức bảo hành của à, bên em Đấy. và số điện thoại anh chín ở thành phố tức hồ chí minh bác nào mà gần thì qua anh em chọn lựa mua sản phẩm bác nào tỉnh xa thì hệ trực tiếp qua hotline hoặc kết bạn zalo với em để tiện cho đổi số điện thoại em để tiêu đề của video Đấy. rồi em xin vào báo giá lần lượt từng sản phẩm để cho bác được chọn lựa à, sản phẩm đầu tiên hôm nay em muốn nói đến là một chiếc âm ly tích hợp 501 các nhé Đấy. của hãng Onkyo model của nó là FG435 Đấy. nó tích hợp là gì đọc đĩa CD này đọc đĩa MD này làm tuner này đấy này, tuner bắt sóng fm Làm một nền tám nhé rồi làm âm ni này và cũng gọi là công suất đấy thêm vào đó nữa là có chức năng da không cần đĩa mồi qua đường cổng quang đấy, và cả đường a à, luôn à, rất là tiện lợi à, mặt phay nhôm màu à, vàng chanh nhé đấy, màu vàng chanh Đấy, có size là 43,5 cm chiều sâu của nó cũng khá sâu các nhé Đây, chiều sâu của nó khá sâu này Đấy. bên uh, trái này là đọc đĩa CD bên phải là đọc đĩa mở đi nhé Đấy. và chiếc âm này nó có chức năng chỉnh bắt chất trên máy luôn nhé rất là tiện lợi luôn Đấy. ghép tốt với những dòng loa bát 25 cm trở lại Đấy. dòng con kêu này ghép loa nhật thay loa châu Âu đều hay hết luôn nhé Đấy. nó có trở kháng là 4 đến 16 ôm công suất của nó là 97 w thì nó rơi vào tầm độ 30 tầm 40 40 hơn 41 một, một, cây nhận khá là đủ chơi rồi Đấy, các bác chơi phòng khách hoặc chơi ở uh, phòng ngủ thì tùy và nó thích hợp khá nhiều chức năng để cho bác sử dụng và rất là đẹp đây là toàn bộ là hàng hàng đấu giá tuyển chọn về nó khá đẹp các nhé chứ không phải đẹp xuất sắc nó là đẹp rồi mặt mũi gồm như là rất là đẹp à, chỉ mỗi cạnh trên nó có cấn nhẹ chảy nhẹ chịu thôi đấy. thì mức giá của chiếc Omni Onkyo FG 435 này bên em bán với giá là 4,5 triệu đồng các nhé đấy nó vừa làm công suất nó vừa làm cục giải mã vừa làm nguồn phát đọc đĩa CD mở đi luôn để cho các bác sử dụng rất là tiện lợi ạ, Đấy. các bác có thể là kết nối với loa để dùng này hoặc các bác làm với nguồn phát luôn cho các thiết bị âm đi khác cũng được, Đấy. rất là đẹp, đây núm này nó vẫn còn mạ vàng này cái viền trong của cái núm volume này cũng vàng luôn rất là đẹp nhé, tiếp đến là chiếc đầu của hãng Pioneer, model của nó là d 7 à, Con này có chức năng là đọc và ghi đĩa CD. À, thêm vào đó là chức năng làm DAC 0124 bit. Con này thì à, nó có xuất xưởng khá năng cao nhé, nó 126.000 yên nó tương đương 25 triệu đồng Việt Nam. Đấy, nhưng bây giờ thì giá cũng rất là rẻ thôi. Nên con này có sai ngang là được Pioneer là sai ngang là 42 Nên Chiều sâu nó khá sâu. Đấy. Uhm nó nặng tầm khoảng 6 kg. Tộc dĩa thế đi tiếng rất là hay và tầm đĩa dĩa rất là hay luôn, nó thất gấu luôn. Đấy. Mặt màu vàng gold rất là đẹp nhá, đẹp sang. Đấy. Giá của chiếc Wheeler PDG D7 này thì bên em bán ra là 5 triệu đồng, 5 triệu đồng. Cái cạnh đây thì nó cũng có hơi trẻ nhẹ một chút này. Đấy, nó rất là đẹp là cái. Đấy. Đây là cái cái cái, cái um, bút xốp đẹp nhé. Rồi tiếp với trên này là ba chiếc đầu cũng của hãng Piolo, màu của nó là PDR D 5 Hai con này nó có tem đỏ này. Đấy, con dưới thì không có nhé. Thì nhưng mà con ở giữa này thì nó có bị cấn nhẹ một chút đây này. cái nhẹ một chút đây. Các chung hàng bãi về thì đương nhiên là nó có sẹo một chút đây, biết xước này, trước đây không tránh khỏi các nhé chỉ đẹp xuất sắc thì là phải mua đồ đập hộp rồi đồ nó có sử dụng mà nói chung là đẹp các nhá đấy thứ ba con này thì con con không tem này và con có tem bên trên này thì bên em bán đồng giá là 4 triệu đồng đấy. còn có tem này nhưng mà nó bị xài nhẹ đây và nó có bị bất cấn ra đây thì bên em bán với giá 3,8 triệu đồng 3,8 triệu đồng đấy bác nào chuyển đủ tiền thì bên em bao ship và bắt là đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em Đấy. toàn bộ năm cái sản phẩm này thì bên em đều tặng kèm một dây quang dài 1m8 để cho các bác sử dụng nhé Đấy, các bác sử dụng Đấy. bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em với số máy là 0907 223 269 ở thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em em xin chào và hẹn các bác ở video sau ạ